ác ma thì thầm, tập 6. Buổi tối, Cảnh Kiều đang ngồi đan khăn, cô vừa đan vừa dở sách ra xem. Chú chó tướng quân kêu lên vài tiếng, Cảnh Kiều quay ra hướng cửa nhìn, cận ngôn thâm, là anh đã trở về sao? Bận đến giờ mới xong đó hả, còn chưa ăn cơm có phải không? Để tôi đi chuẩn bị cơm cho anh nha, anh sao vậy, sao không nói lời nào hết vậy? Ngôn thâm đột nhiên nằm tựa vào người Cảnh Kiều khiến cô có chút ngạc nhiên, mệt mỏi quá. Cái gì? anh làm tôi sợ nhảy dựng lên rồi đó, còn tưởng anh đang có chuyện gì nữa chứ. Công việc quá vất vả rồi, cận tiên sinh, ngôn thâm bất ngờ ôm chặt eo cô. Anh nhìn cô với ánh mắt trêu chọc, sau đó cúi xuống hôn lên môi cô. Em làm như vậy, sẽ làm cho anh rất muốn hôn em đó. Cảnh kiều không khỏi sừng sốt, cái gì mà hôn chứ. Sau đó cô co chân chạy đi thật nhanh, để tôi đi hâm cơm cho anh nha. Cận ngôn thâm nhìn cô mỉm cười, đã ở với nhau thời gian dài như vậy rồi mà sao vẫn còn thẹn thùng chứ anh chợt nhận ra thời gian dài quả nhiên là anh đã quen ở bên cô rồi quen với sự tồn tại của cô rồi cận ngôn thâm mau tới ăn cơm thôi ánh mắt anh chợt dừng lại trên mấy quyển sách ngôn thâm liền cầm lên xem hiệu suất thiết kế kiến trúc sao cảnh kiều không khỏi lo lắng tiêu rồi cô quên cất đi mất tiêu anh nhớ em đã xin nghỉ một năm trước đó rồi mà hiện tại vẫn còn chưa hết thời gian như thế nào lại đột nhiên bắt đầu học bài chuyên ngành rồi? Lúc trước xin nghỉ học là vì chuyện của Anna, cần tôi phải xử lý chút chuyện, hơn nữa do cha tôi thiếu nợ tiền người ta nên tôi mới phải ngừng học một thời gian. Nhưng hiện tại cũng đã giải quyết được một phần rồi, cho nên tôi cảm thấy cũng đã đến lúc phải quay trở lại trường học rồi. Chết tiệt, như thế nào mà càng giải thích lại càng rối loạn vậy? Cận Ngôn Thâm sẽ không cho rằng cô đã quên chuyện của Anna và không tôn trọng cô ấy đó chứ. Hóa ra là như vậy vậy em quay trở lại để tiếp tục học đi cảnh kiều vẫn chưa thể tin vào những gì mà cô vừa nghe thấy anh đồng ý sao đi học là quyền lợi cơ bản của em tại sao anh phải cản em chứ anh đi ăn cơm đây cảnh kiều lúc này đã có thể nhẹ nhõm trong lòng anh ấy đã đồng ý cho cô đi học rồi anh ăn trước đi để tôi đi hâm canh cho anh con người của tôi rất là thích uống rượu nhưng mùi của loại này quá nồng một cô gái trẻ như cô chắc là không thích đâu vẫn là nên chọn rượu đỏ nhập khẩu sẽ tốt hơn. Thấy Bạch Băng vẫn đứng im tại chỗ, Lý tổng lên tiếng hỏi, căng thẳng sao? Cô ta vội vàng xua tay, "Không, không có, chỉ là tôi chưa thích ứng lắm, lần đầu tiên hả?" Bạch Băng đang mải suy nghĩ, một người đàn ông như ông ta, có lẽ đều thích những cô gái không có kinh nghiệm. "Phải, đúng vậy, là lần đầu tiên." Lý tổng nhìn cô ta rồi nhăn mặt lại, "Tôi nghĩ rằng tất cả bạn bè yêu thích trong giới của tôi đều rất rõ ràng." Tại sao lại nhận một con gà con như thế này được chứ? Được rồi được rồi, đi đi. Đừng, Lý tổng, ngài muốn kiểu như thế nào tôi cũng đều có thể học. Phải không? Đúng vậy, ngài muốn tôi làm cái gì cũng đều được hết. Thôi được, vậy cô chờ tôi một chút. Ăn cái này đi. Bạch Băng nhận lấy mấy viên thuốc Lý tổng đưa cho. Lý do tôi không thích gà con là vì bọn họ thường hay quá căng thẳng khi chơi, ăn cái này vào, cô sẽ thấy nhẹ nhàng một chút. Muốn trải nghiệm không? Càng tự nhiên càng tốt. Bạch Băng vẫn đang do dự, đều đã đi đến bước này rồi, sao cô ta có thể lùi bước được, liều mạng thôi. Nghĩ vậy, cô ta liền uống mấy viên thuốc mà Lý tổng đưa cho. "Bé ngoan." Sau khi uống thuốc vào thì tác dụng của thuốc đến rất nhanh. "Lý tổng, Lý tổng, tôi không chịu nổi nữa rồi." Lý tổng gọi điện thoại thông báo, đã chuẩn bị xong cả rồi, đem camera vào đi. Sáng ngày hôm sau, Bạch Băng tỉnh dậy thì đã nghe thấy Lý tổng nói chuyện điện thoại với ai đó. "Alo lão Chu, có chuyện gì sao?" cái hạng mục kia ấy à, tôi đã xem qua rồi, rất thú vị, nếu có dịp chúng ta sẽ nói kỹ hơn, được được, gặp lại sau. Bạch băng vội vàng kéo tay Lý Tổng, ông ta khó chịu quay lại hỏi, có chuyện gì? Bộ phim đó khi nào thì em mới có thể ký hợp đồng? Ủa, tôi có nói là sẽ để cô diễn trong bộ phim kia đâu? Bạch băng lúc này mới giật mình hoảng hốt, cái gì, nhưng mà chúng ta không phải đều đã làm rồi đó sao? Làm cái gì, còn không phải chỉ là ngủ một giấc thôi sao, là cô tự nguyện, chứ tôi đâu có ép cô nhưng rõ ràng cận thủy mặc nói với tôi là chỉ cần tôi ngoan ngoãn nghe lời thì đều có thể mà lý tổng cười đầy gian xảo chỉ bằng cô mà cũng xứng sao cô dùng thủ đoạn gì với cận thủy mặc chẳng phải trong lòng cô rất rõ sao chẳng phải là cô rất thích quay phim à tối hôm qua cô diễn rất hay tôi đã cho quay lại hết rồi để còn lưu lại chút dư vị chứ tôi sẽ gửi qua cho cô xem và tất nhiên nếu cô có bất kỳ ý đồ đen tối gì thì tôi sẽ cho người nhà của cô bạn bè cô và thậm chí cả thế giới này biết được phong thái của cô là như thế nào. Tiếng đóng cửa dầm một cái, bạch băng tủi nhục vẫn ngồi bất động tại chỗ. Cô ta bật khóc nức nở, tại sao lại như vậy, tại sao lại biến thành như vậy. Tại bệnh viện, Diệp Luật nói với cận ngôn thâm về cơ bản đã xác định được Anna vẫn còn sống. Mặc dù người của Lâm Gia đã thay đổi tên cho cô ấy, nhưng diện mạo kia vẫn y như vậy, không thay đổi gì cả. Cận ngôn thâm lên tiếng hỏi, có tra được tại sao cô ấy lại đổi tên không? cái này cũng không có chẳng qua là có liên quan đến thân thể của cô ấy đây chính là bệnh viện mà cô ấy thường xuyên đến tính theo thời gian thì cô ấy cũng sắp ra rồi đấy ánh mắt cận ngôn thâm chợt sửng sốt lâm phu nhân dẫn theo anna từ bệnh viện bước ra anna vẫn y như trước xinh đẹp dịu dàng nhưng lại có phần e rè hơn diệp luật nói với cận ngôn thâm là họ đã ra rồi nhưng khi anh quay sang thì không thấy ngôn thâm ngồi trong xe nữa lâm phu nhân nói với con gái đi chậm thôi nào mẹ con không sao đâu con đã khá hơn nhiều rồi ngôn thâm bước đến đứng trước mặt họ anna là em sao anna nhìn thấy anh thì nắm chặt tay lại có vẻ sợ sệt lâm phu nhân vội trấn an cô là ngôn thâm là ngôn thâm đó con con bé này con làm sao vậy sao con không quay đầu lại cận ngôn thâm vẫn gọi tên cô một lần nữa anna sợ hãi hét lên tôi không phải anh nhận sai người rồi tôi không phải anna bác gái cô ấy bị làm sao vậy Nói đến đây thì chuyện rất dài, hiện tại cậu có thời gian rảnh để cùng tôi về An Gia một chuyến không? Cận Ngôn Thâm không giấu nổi sự lo lắng trên khuôn mặt, sau đó đồng ý với Lâm phu nhân. Được rồi, về cơ bản thủ tục chỉ có như vậy thôi. Tuần sau em đã có thể đi học được rồi. Dạ, em cảm ơn thầy. Giáo sư Tề, chào tạm biệt. Chờ một chút cảnh Kiều, thầy có cái này muốn cho em. Đây là mẫu đơn xin vào đại học Mở, sau năm trường có xuất đi, thầy muốn đề cử em. Nhưng mà giáo sư em đã nghỉ học một năm nay, chỉ sợ là thành tích không còn tốt nữa. Huống chi, em vốn dĩ là sinh viên của giáo sư Lâm, thầy chịu dẫn dắt em, em rất là mang ơn thầy, em không thể lại chiếm suất của thầy được. Em đừng vội từ chối, thầy cho em suất này, cũng là có suy tính của thầy. Gần đây những học sinh mà thầy dẫn dắt, không phải đứa nào cũng có thành tích lý tưởng cả. Nếu em có thể tạo ra được một thành tích tốt, thì nó sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của thầy và trường học. Thứ hai nữa, Thầy và lão Lâm là chi kỷ, mà em và Tử An lại là học trò mà lão Lâm coi trọng nhất. Thầy giúp em coi như là hoàn thành di nguyện của lão ấy. Hiện tại Tử An đã đi đến nước đê rồi, bất luận là thầy hay là lão Lâm cũng đều muốn nhìn thấy các em ở bên nhau. Cảnh Kiều ấp úng nói, nhưng mà thầy, em cùng Tử An, bọn em đã sớm chia tay rồi. Hiện tại em đã được gả chồng rồi. Vậy sao? Không sao cả, nhưng thầy tạm thời sẽ vẫn giữ lại cái thư này cho em, nội trong ba tháng chỉ cần em vẫn còn muốn đi đến nước đê thì tới tìm thầy được chứ dạ em cảm ơn thầy tạm biệt giáo sư tề đột nhiên có một bàn tay túm lấy cảnh kiều bắt được cô rồi nha cô bé trần thiến cậu tính hù chết tôi đó hả ây ra người ta đang vui đúng không chào mừng cục cưng trở lại trường chị sẽ mời cục cưng ăn thịt nướng cảnh kiều liếc xéo cô bạn thân tôi thấy là cậu thèm ăn thì có nói đúng mà còn nói to thịt nướng vẫn là món ngon nhất ở phố kim này đấy những miếng thịt mập mạp núc ních chảy đều trên bếp than hồng lại rắc thêm gia vị độc quyền của quán ăn nữa ta nói nó ngon gì đâu cảnh kiều vừa nghe đến thịt nướng liền cảm thấy buồn nôn trần thiến vội vã chạy đuổi theo cậu làm sao vậy cậu đi đâu vậy đến phòng vệ sinh cảnh kiều nôn thốc nôn tháo trần thiến không khỏi lo lắng có phải cậu đã ăn bậy cái gì rồi không chắc là không phải đâu gần đây mình toàn ăn những món mình tự làm thôi mà trần thiến như chợt nghĩ ra điều gì đó ê đừng nói là cậu có thai nhà. Tại nhà riêng của Lâm gia, vừa bước vào nhà, Lâm phu nhân liền lên tiếng gọi, mẹ Lưu, chúng tôi đã trở về rồi đây. Anna vội vã đi lên lầu trước. Lâm phu nhân nhìn con gái thở dài, cái con bé này. Thái thái, bà đã về rồi sao? Mẹ Lưu, mẹ xem ai tới nè. Cận ngôn thâm liền lên tiếng, cháu chào bà Lưu. Là tiểu thâm sao? Trời ơi, thế nhưng bây giờ chững chạc phong độ vậy rồi sao? Lần trước gặp cậu vẫn là ở lễ tang của tiểu thư, mới thoáng cái đã nhiều năm trôi qua rồi. Nếu tiểu thư còn sống chắc sẽ rất hạnh phúc khi nhìn thấy cậu ở đây. Lâm phu nhân vội xua đi bầu không khí không mấy vui vẻ này. Được rồi, đừng nói những chuyện thương tâm nữa. Mẹ Lưu đi chuẩn bị chút trà bánh đi, tôi có vài chuyện muốn nói với ngôn thầm. Mẹ Lưu luôn gọi bà nội Lâm là tiểu thư, có phải trong lúc nhất thời con có chút không phân biệt được hay không? Không, con biết bà ấy là nha hoàn của hồi môn của bà nội Lâm, từ nhỏ con đã nghe bà ấy gọi như vậy rồi. Bác gái, chuyện của Anna rốt cuộc là như thế nào vậy, chẳng phải nói cô ấy gặp tai nạn trên biển sao. Chuyện này, ngôn thâm, con không phải là người ngoài nên ta nói thẳng. Anna được một ngư dân đi ngang qua cứu sau khi gặp bão trên biển, chuyện này vốn là chuyện tốt nhưng không nghĩ tới, tên ngư dân đó lại đem con bé về nhốt lại. Ngôn thâm kinh ngạc nhìn bà, chuyện này là thật sao bác gái. Sau khi con tàu bị chìm, Anna đã phải vật lộn để lên được thuyền cứu sinh, nhưng vì cơm bão quá lớn, chiếc thuyền cứu sinh bị lật úp khi con bé tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong nhà của một ngư dân anna đã van xin hắn hỗ trợ liên hệ với người nhà và còn nói sẽ hậu tạ hắn thật nhiều nhưng ai mà biết được hắn đã khóa anna lại bằng xiềng xích hắn bắt anna phải gả cho hắn ngôn thâm nghe được thì không khỏi tức giận đúng là hỗn đản cuối cùng anna đã kết bạn với một trong những cô gái trong làng của họ và nhờ cô bé ấy đưa tin đến cho bác bằng không thì cả đời này bác sẽ không còn được nhìn thấy con gái của mình nữa vậy còn tên ngư dân kia hiện tại hắn đang ở đâu tên ngư dân đó con không phải lo chúng ta đã xử lý hắn rồi việc quan trọng nhất bây giờ là anna lúc con bé trở về nó trông rất là tồi tệ bác vốn định thông báo cho con biết nhưng con bé kiên quyết không cho nói là nó không muốn để cho con nhìn thấy bộ dáng như thế này của nó ngôn thâm con là người mà anna quan tâm nhất trên đời này con có thể ở lại và dành thời gian với con bé nhiều hơn được không cận ngôn thâm có chút do dự ý của bác gái không chỉ đơn giản là làm bạn mà còn là để cho cận ngôn thâm anh thực hiện lời hứa với anna nữa vậy còn cảnh kiều thì sao đột nhiên ngôn thâm cảm thấy ngực mình đau nhói lâm phu nhân lo lắng hỏi ngôn thâm con bị làm sao vậy con không sao trước mắt để con đi xem tình hình của anna thế nào đã ạ à? chắc con bé đang ở trong phòng con cứ lên xem em thế nào cận ngôn thâm vừa bước đi lâm phu nhân nhìn theo rồi trong lòng bắt đầu tính toán Trần Thiến lúc này đi cùng với Cảnh Kiều đến phòng khám sản khoa. Khi nghe bác sĩ đọc kết quả siêu âm xong thì Trần Thiến đã không khỏi kinh ngạc, thật sự có thai sao. Đúng vậy, đã được 5 tuần rồi, tôi sẽ kê một số loại thuốc bổ sung dinh dưỡng cho cô. Ngoài ra cần chú ý uống nhiều nước hơn, ăn nhiều rau củ quả và chú ý chế độ ăn uống điều độ. Cảnh Kiều có chút lo lắng, chuyện này đến quá bất ngờ, cô còn chưa kịp chuẩn bị gì. Điều quan trọng nhất cần lưu ý là không nên quan hệ quá thường xuyên, nhất là trong 3 tháng đầu và 3 tháng cuối của thai kỳ. Và kiên quyết là không được ở cùng phòng, tôi thấy tình trạng của cô hơi quá mức. Vâng vâng, thưa bác sĩ. Trần Thiến quay sang trêu chọc, "Chà, có vẻ như thân thể của cận đại tổng tài nhà cậu tốt thật đấy." Được rồi, tình hình trước mắt là vậy, tháng sau nhớ quay lại kiểm tra. Vâng, cảm ơn bác sĩ. À đúng rồi. Đi khám thai vẫn là nên đưa chồng đi theo sẽ tốt hơn, vì có một số lưu ý tôi cũng phải nói với anh nhà một chút. Tôi nhớ rồi bác sĩ cận ngôn thâm gõ cửa phòng của anna cô đang lo sợ mà thu mình ngồi một chỗ anna em có ở bên trong không cô ấy chắc vẫn như khi còn bé khi buồn sẽ ngồi sau cánh cửa anna chuyện của em bác gái đã kể cho anh nghe hết rồi anh biết những ngày đó là như thế nào và anh cũng hiểu rằng những vết thương đó có lẽ cả đời này sẽ không bao giờ được chữa lành nhưng anna à em có thể trở về đã là may mắn lớn nhất rồi phải không nào cuối cùng anna cũng mở cửa cho anh anh căn bản vẫn là không hiểu bởi vì nếu anh hiểu anh sẽ không đến tìm em và càng sẽ không xuất hiện ở chỗ này ý em là sao ở chỗ tên ngư dân đó em đã bị mất rất nhiều thứ điều này vốn dĩ làm cho em không còn xứng đáng với anh nữa càng hèn mọn càng không có chỗ dung thân anh ngôn thâm à em thích anh nhưng em cũng biết rõ nếu như không phải vì ân tình năm đó của bà nội đối với anh thì anh cũng sẽ không đồng ý cùng em ở bên nhau bởi vì anh cũng không có yêu em em vốn đã nghĩ rằng chính vì xuất thân của gia đình anh mà anh sẽ không bao giờ có thể mở lòng với bất kỳ ai cả thế nhưng lúc anh và cảnh kiều ở bên nhau đã không phải như vậy từ khi nào em biết chuyện này ngay sau khi em hồi phục em đã đi qua nhà anh khi đó em thấy anh cùng cảnh kiều đang cùng nhau tản bộ em chưa bao giờ nhìn thấy anh tươi tắn như thế cả trong mắt anh có tình yêu có dục vọng khi một người đàn ông đối mặt với người phụ nữ mà anh ta yêu thì đó chính là những phản ứng vốn dĩ phải có đó cũng chính là khoảnh khắc mà em mong chờ nhất trong cuộc đời nhưng tiếc thay người kia lại không phải là em cận ngôn thâm liền ngắt lời cô anna cái này không giống nhau xin anh hãy để cho em được nói hết được không anh ngôn thâm em biết anh là một người coi trọng lời hứa nhưng nếu bây giờ anh chấp nhận và đến lấy một người đã bị tàn phá như em thì nó cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ gây nên tổn thương đối với người bạn thân nhất của em em không muốn có một kết cục như vậy cho nên anh ngôn thâm à vì hạnh phúc của tất cả chúng ta em cầu xin anh không cần phải quan tâm đến em nữa được không lâm ra đối với anh có ơn hơn nữa bác gái hạnh phúc của em không liên quan gì đến mẹ cả anh không cần phải nghe theo bà ấy lâm phu nhân đột nhiên xuất hiện anna con lại bắt đầu nổi loạn nữa rồi hả hôn nhân là đại sự của nhân sinh con nói không muốn là không muốn sao huống chi ngôn thâm trọng tình nghĩa như vậy làm sao có thể nói mặc kệ con là mặc kệ được chứ mẹ con đã nói chuyện của con sẽ do chính con làm chủ mà. Đủ rồi, chuyện của con chờ lát nữa lại nói, Lily, tiểu thư đã mệt rồi, đưa tiểu thư về phòng nghỉ ngơi đi. Mẹ, mẹ đừng như vậy mà mẹ, tiểu thư, cô mau vào đi thôi. Đi thôi Ngôn Thâm, để bác đưa con xuống lầu. Cận Ngôn Thâm vẫn liếc nhìn về phía căn phòng của Anna với vẻ mặt đầy lo lắng. Lâm phu nhân vừa đi vừa nói chuyện, "Ngôn Thâm, Anna vẫn còn nhỏ, nó luôn cảm thấy tình cảm là phải theo đuổi theo cách thuần túy." nhưng hiện thực thường không phải như vậy. Lúc bác 20 tuổi, bác cũng tin vào câu nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Nhưng kết quả thì sao? Thời gian có thể làm thay đổi rất nhiều thứ. Ngôn Thâm, Lâm gia chúng ta chỉ có mỗi Anna là con gái, nó vốn dĩ không chống đỡ nổi Lâm gia, hú chi còn phải trải qua chuyện như vậy. Chẳng lẽ con muốn nhìn cái gia nghiệp mà bà nội Lâm đã dày công gây dựng cứ như vậy mà đổ vỡ sao? Đương nhiên là sẽ không ạ, à, cận Ngôn Thâm thẳng thắn nói với bà bà nội lâm đối với con tình thâm nghĩa trọng không có bà ấy thì sẽ không có con ngày hôm nay chỉ là con còn một số việc cần phải xử lý nữa xin bác gái hãy cho con một ít thời gian được không tất nhiên ta tin tưởng con sẽ lấy đại cục làm trọng vậy con về đây thưa bác gái tại một quán bar tiếng nhạc sập sình cùng với những tiếng cười nói lẫn lộn bạch băng một mình ngồi đó uống rất nhiều rượu tại sao tại sao lại còn cái chai không vậy chết tiệt một bàn tay đến đỡ lấy cái chai rượu từ tay cô ta Uống nhiều như vậy sẽ rất nguy hiểm, để tôi giúp cô. Anh là ai, đừng làm phiền bà cô đây uống rượu. Thú vị đấy, bộ cô không quen biết gương mặt này của tôi sao? Tên tôi là Nhạc Chính Vũ, ba tôi là thị trưởng thành phố, nhà quảng thành. Bạch băng cười lạnh một cái, thị trưởng sao? Cho dù là tổng thống cũng không có cách nào để làm cho tôi cảm thấy vui sướng cả. Cô muốn cảm nhận được sự vui sướng sao? Đơn giản thôi mà. Ăn cái này vào, cô có thể cảm nhận được sự vui sướng đến tột đỉnh. Bạch băng nhìn mấy viên thuốc trên tay hắn ta mà không khỏi kinh ngạc. Cái này chính là những viên kẹo mà Lý Tổng đã đưa cho cô. Cô ta nhìn nó với ánh mắt cam hận. Ồ, có vẻ cô đã chơi qua nó rồi hả? Cái này gọi là cực lạc. Hôm nay cứ cho là tôi mời cô đi, cứ thoải mái mà tận hưởng. Sau này nếu cô còn muốn ăn, thì cứ tới phòng 431 mà tìm tôi. Tôi tin cô dùng không được bao lâu, thì chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi. Tại nhà của Cảnh Kiều, Cô đang nấu ăn thì cơn buồn nôn lại kéo đến. Trần Thiến, lại đây giúp mình cái coi. Cô vội vàng nôn thốc nôn tháo. Trần Thiến thấy vậy thì liền nói cô, mệt thiệt á, mình nói cậu rồi, thấy buồn nôn thì đi xào rau làm gì chứ. Cận ngôn thâm cũng không phải không có tay chân, không có bữa ăn này của cậu, anh ta chết đói chắc, cảnh kiều nói anh ấy rất thích đồ ăn mình làm. Huống chi mình đây cũng là đang muốn cùng anh ấy chúc mừng cho sinh mệnh nhỏ một chút đó mà. Mẹ nói có phải không, bảo bảo, Cảnh Kiều vừa nói vừa ôm nhẹ chiếc bụng của mình. "Thiệt tình, cậu đúng là hết thuốc chữa mà, chỉ mong Cận Ngôn Thâm sau này không làm điều gì có lỗi với cậu mà thôi. Bằng không, mình nhất định sẽ là người đầu tiên đưa cậu đến bệnh viện phá thai đấy." Cảnh Kiều cau mày nhìn Trần Thiến, "Ê này, không nên để cho Tiểu Bảo nghe được mấy lời này nha." Trần Thiến gân cổ lên cãi lại, "Hiện tại nó cũng chỉ là quả trứng vừa mới được thụ tinh mà thôi, cho dù vậy thì cậu cũng không được nói thế." Hơn nữa cho dù có một ngày cận ngôn thâm không cần mình, mình cũng sẽ giữ lại đứa nhỏ này. Mình đã không còn người thân gì nữa rồi, cậu nói có phải không? Trần Thiến nhìn cảnh Kiều trầm lặng, cậu vui vẻ là được rồi. Trần Thiến nấu ăn xong thì chuẩn bị ra về. Cảnh Kiều vội vàng giữ cô lại, cậu không ở lại ăn với mình sao? Ai mà thèm ở lại đây ăn cầu lương của mấy người chứ? Cận ngôn thâm bất ngờ mở cửa bước vào, anh về rồi đây. Ngôn thâm nhìn thấy Trần Thiến thì có vẻ không vui, cô là ai, tôi là trần thiến bạn của cảnh kiều ngôn thâm tỏ vẻ không hài lòng khi thấy có người lạ xuất hiện trong nhà mình cảnh kiều vội chạy ra giải thích tôi muốn nấu thêm một vài món nữa nên đã gọi cô ấy đến giúp xin lỗi lần sau tôi nhất định sẽ thông báo cho anh biết trước được cận ngôn thâm lúc này mới giãn cơ mặt ra không phải chứ tôi nói anh nghe này cận tiên sinh rốt cuộc thì cảnh kiều là vợ anh hay là người hầu của anh vậy cô ấy đưa bạn về nhà thì làm sao mắc cái gì mà anh lại không vui trần thiến trần tiểu thư đúng không nơi này là nhà của tôi tôi có quyền quyết định nhà anh có nghĩa là không liên quan gì đến cảnh kiều chứ gì cho dù là không tính đến quan hệ hôn nhân đi nhưng anh có biết là cô ấy đang mang cảnh kiều vội vàng ngắt lời trần thiến đã khuya rồi cậu về nghỉ sớm đi nha để lát nữa mình sẽ nói cho anh ấy biết chứ không thì đâu còn gọi là bất ngờ nữa cậu cũng thiệt là được rồi lo vào nhà làm thân với lão chồng của cậu đi sau này cho dù cậu có năn nỉ mình cũng không có tới nữa đâu. Đi đường cẩn thận nha, con nhỏ này lúc nào cũng miệng dao gam tâm đậu hủ như vậy đó. Bảo bảo, ba của con sắp biết có sự tồn tại của con rồi nè, đến lúc đó chắc là ba của con sẽ vui đến nhảy lên cho mà xem. Cảnh Kiều vui vẻ nói với anh, cận ngôn thâm, anh đợi chút nha, còn nấu nồi canh nữa là xong. Hôm nay em làm gì mà chuẩn bị nhiều đồ ăn như vậy, là để chúc mừng khai giảng hay còn có chuyện gì khác sao? Đương nhiên là vì chúc mừng rồi. Cận ngôn thâm, tôi có chuyện muốn nói với anh anh cũng có chuyện muốn nói với em trùng hợp vậy hả vậy anh nói trước đi cảnh kiều chúng ta ly hôn đi bát canh trên tay cô đột ngột rơi xuống đất tôi tôi không nghe lầm đó chứ vừa rồi anh nói cái gì vậy thực xin lỗi cảnh kiều anna đã trở về mà anh nhất định phải cưới cô ấy anna cô ấy không có chết sao đúng vậy cảnh kiều uất ức mà bật khóc tôi biết mình là tu hú chiếm tổ nhưng anh có thể cho tôi một lý do được không? Một lý do tại sao khiến anh phải ly hôn? Cận ngôn thâm nhìn cô khó xử. Em hãy ngồi xuống trước đi, anh sẽ từ từ nói cho em nghe. Em còn nhớ phó văn thần không? Cảnh Kiều nói đương nhiên là cô nhớ. Sau khi anh trai anh, cận ngôn hiên vì tai nạn mà chết, thì ông nội anh càng thêm tin tưởng anh là thiên sát cô tinh, chỉ cần giữ lại ở trong nhà, sẽ làm tăng thêm tai họa. Nhưng ông ấy lại không trực tiếp động thủ giết anh, vì thế ông ấy đã đem anh đưa đến ngôi nhà cũ ở nông thôn trên danh nghĩa là để cho anh được thư giãn nhưng thực tế là muốn nhốt anh lại để cho anh tự sinh tự diệt thông qua phó văn thần anh có quen biết bà nội của anna cũng chính là bà thục nghi lúc ấy ông nội lâm mất sớm bà một mình khởi động lại toàn bộ lâm gia cuộc sống của bà vốn dĩ không phải là dễ dàng gì nhưng sau khi nghe về những gì đã xảy ra với anh bà đã quyết định giúp anh bà không chỉ cung cấp cho anh ba bữa ăn và nơi trú ẩn mà còn tài trợ cho việc học của anh nữa có thể nói năm đó nếu như không có bà giúp đỡ thì sẽ không có anh của bây giờ hoặc cũng có thể là anh căn bản không có khả năng còn sống nữa còn anna là bà giao cho anh người duy nhất cần được anh bảo vệ thật tốt cảnh kiều buồn bã nói tôi hiểu rồi cận ngôn thâm chuyện mà tôi muốn nói với anh đó chính là tôi đã có thai rồi cận ngôn thâm không khỏi giật mình mà khiến cho mảnh vỡ của chiếc bát cứa vào ngón tay anh sửng sốt nhìn cô xin lỗi vì nó tới thật không đúng thời điểm cận ngôn thâm chạy vội đến bên cạnh cô nếu tôi biết tin này sớm hơn một ngày có lẽ kết quả đã khác nếu tôi uống thuốc tránh thai đúng giờ thì có lẽ kết quả cũng đã khác cận ngôn thâm đau lòng ôm chặt lấy cô cảnh kiều nước mắt cô vẫn không ngừng rơi xuống nếu như chúng ta chưa từng gặp nhau thì tốt rồi bạch băng tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm ở một nơi xa lạ một tên đàn ông bóp lấy khuôn mặt cô ta rồi mắng chửi con nhỏ này mày là phụ nữ sao chết tiệt thật anh nhạc em thấy con nhỏ này cũng vô dụng quá rồi nhanh chóng ném nó ra ngoài đi đừng để lại lãng phí cực lạc của anh bạch băng nghe thấy hai từ cực lạc thì chợt bừng tỉnh cực lạc cực lạc ở đâu đưa cực lạc cho tôi cô ta quỳ xuống mà cầu xin nhạc thiếu ra nhạc thiếu cầu xin anh chỉ cần anh cho tôi cực lạc anh muốn tôi làm cái gì cũng được cầu xin anh mà hắn ta nhìn cô cười đầy gian xảo phải không chỉ cần cho cô cực lạc, thì cái gì cô cũng đều làm vì tôi sao, cô xứng sao. Tên nhạc thiếu gia đó liền tát mạnh vào mặt bạch băng, tiền thì một cắt cũng không có. Còn người thì, lão từ đây chơi cũng chán rồi, cô dựa vào cái gì mà bảo tôi đưa cực lạc cho cô. Bạch băng chợt nghĩ tới một chuyện, tôi, tôi còn có bạn. Nhạc thiếu, không phải là anh thích chơi phụ nữ sao, tôi có một người bạn là tiểu hoa trong đoàn làm phim. Tôi không có hứng thú với bọn diễn viên, bạch băng liền nói, Cận Thủy Mặc còn thích cô ấy nữa mà. Ánh mắt hắn chợt sừng sốt. Cận Thủy Mặc cô vừa mới nói là nhị thiếu gia cận ra sao. Không sai, chính là anh ta, chính miệng anh ta thừa nhận thích bạn của tôi. Nhị thiếu gia cận ra luôn luôn tỏ ra băng thanh ngọc khiết, tự nhiên lại còn có loại sở thích này cơ à, thú vị đấy. Nghe kỹ đây, chỉ cần cô có thể đem cận Thủy Mặc đến đây, tôi có thể cho cô một viên cực lạc, còn viên này là thưởng cho cô. Ăn đi, Bạch băng nhào đến lấy rồi không quên cảm ơn hắn ta, cảm ơn nhạc thiếu. Thật là một con chó ngoan. Cũng không biết mày có thể làm điều này cho người phụ nữ mà mày yêu thương không ha, cận nhị thiếu. Sáng ngày hôm sau, cận ngôn thâm ký tên lên tờ đơn ly hôn. Đây là giấy thỏa thuận ly hôn, anh đã ký rồi. Ban đầu chúng ta đã có một thỏa thuận kết hôn, nếu ly hôn em không có được bất cứ cái gì cả, nhưng bây giờ nó đã khác. Căn nhà này anh để lại cho em, mặt khác, anh còn sẽ đưa thêm một nghìn vạn nữa, coi như tiền bồi thường cho em. Hôm nay anh sẽ cử người đến thu dọn đồ đạc, trong vòng một ngày có thể chuyển đi. Còn bây giờ anh sẽ đưa em đi bệnh viện để phá thai. Cảnh Kiều giật mình khi nghe những gì anh vừa nói, tại nhà riêng của Lâm gia. Bà Lưu nói với Lâm phu nhân, tiểu thư cả ngày nay không ăn gì cả, bà mau đi xem thử đi. Lâm phu nhân đặt tách trà xuống rồi nói, không cần đâu, từ nhỏ tới lớn nó đều lấy tuyệt thực mà uy hiếp ta rồi, không phải lần nào chiêu này cũng xài được. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ kiệt sức mất, bà cũng biết, thân thể của tiểu thư rất dễ sinh bệnh. "Đợi đã, thím vừa nói dễ sinh bệnh sao? Thật tốt, Lily, mau đem điện thoại tới đây cho tôi." "Phu nhân của bà đây." Lâm phu nhân mỉm cười đầy toan tính, một đứa trẻ biết khóc sẽ có kẹo để ăn. Một người phụ nữ bị bệnh sẽ dễ dàng có được tình yêu của một người đàn ông hơn, phải không? Bà Lưu nhìn Lâm phu nhân có phần ái ngại, bà có thể đoán được những tính toán của Lâm phu nhân cận ngôn thâm vừa nghe điện thoại xong thì liền ra lệnh cho trợ lý ngô bạch chuẩn bị xe chúng ta đi thôi anh liếc nhìn về phía cảnh kiều cô vẫn im lặng đứng đó nãy giờ tôi tuyệt đối sẽ không đi bệnh viện với anh đâu tuyệt đối không đi cận ngôn thâm hỏi cô lý do là gì anh còn hỏi lý do sao nó là con của anh cái này còn chưa đủ nữa hả phải hiện tại nó còn chưa có thành hình hiện tại nó là trai hay gái còn chưa biết nhưng nó là một sinh mệnh và sau này nó sẽ là một con người giống như bao con người khác anh muốn thì giữ còn không muốn thì anh bỏ sao anh coi nó là cái gì là một món hàng mà anh muốn mua vào bán ra thế nào cũng được hả cận ngôn thâm anh căn bản không xứng để làm một người cha ngôn thâm cắn răng nhẫn nhị hiện tại nó ở trong mắt anh không phải là một món hàng nhưng nó là một sự phiền toái cảnh kiều sững sờ mà không thốt lên lời cô không tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy em hãy nghe anh nói hết đã cảnh kiều Em hiện tại mới chỉ 22 tuổi, ngay cả đại học còn chưa tốt nghiệp nữa. Xã hội, địa vị, năng lực, toàn bộ em đều không có. Em dựa vào cái gì để có thể nuôi dưỡng một đứa trẻ đây? Cho là em dựa vào tiền chu cấp của anh để nuôi dưỡng nó, nhưng sau này thì sao? Em không tính lập gia đình mới hả? Em không muốn bắt đầu một cuộc sống mới sao? Cuộc sống của em chẳng lẽ lại để cho một đứa trẻ chưa thành hình làm thay đổi hoàn toàn sao? Cảnh kiêu hất tay cận ngôn thâm ra, cuộc đời của tôi đã thay đổi rồi kể từ sau khi tôi gặp anh kể từ sau khi tôi không bước lên chiếc du thuyền chết tiệt kia thì cuộc đời của tôi đã hoàn toàn thay đổi và nó đã không thể quay trở lại được nữa rồi cận tiên sinh anh đã không còn là chồng của tôi nữa nên anh không có quyền quyết định tôi nên làm như thế nào đây là cuộc sống của riêng tôi cận ngôn thâm có chút nóng nảy vì không nói được cô đột nhiên có điện thoại gọi đến là lâm phu nhân lại gọi điện cho anh anh quay sang nói với cô anh tạm thời có việc cần xử lý không thể cùng em đi bệnh viện được. Anh biết chuyện ly hôn rất vội vàng, em nhất thời không thể chấp nhận, nên anh có thể chờ em suy nghĩ kỹ rồi bàn lại. Trước mắt em nên suy xét lại một chút đi." Cận Ngôn Thâm quay người rời đi, anh vừa bước đi vừa nghe điện thoại, "Bác gái, có chuyện gì sao?" Cảnh Kiều ôm chiếc bụng nhỏ của mình, bảo bảo đừng sợ, mẹ sẽ không để cho con xảy ra chuyện gì đâu, tuyệt đối sẽ không. Tại nhà riêng của Lâm gia, Cận Ngôn Thâm vừa đến thì vội vàng lên tiếng hỏi, "Bác gái Anna làm sao vậy? Ngô thâm, cuối cùng con cũng tới, con không biết đâu, từ sau khi con đi, Anna không thèm ăn uống gì cả, thân thể của nó vốn dĩ không tốt, nếu còn tiếp tục như vậy. Bác đừng lo lắng, để con lên coi em thế nào, được, làm phiền con rồi. Nói xong cận ngôn thâm bước nhanh lên trên lầu. Lâm phu nhân liền ra lệnh, Lily, li, tìm người dọn dẹp phòng khách bên cạnh Anna đi. Phu nhân, gian phòng đó đã lâu không dùng, chắc cần nhiều thời gian để xử lý và dọn dẹp, là có khách nào đến sao đương nhiên không phải nếu nó đã tới thì không cần phải đi nữa bằng không anna sẽ chịu không nổi lúc này tại nhà riêng của cận ngôn thâm trần thiến đang cùng với cảnh kiều thu dọn đồ đạc thằng chó đừng để bà bắt được mày bằng không tao nhất định sẽ làm cho mày biết kết cục của việc chọc phụ nữ là như thế nào cảnh kiều nhìn cô bạn thân mà phải bật cười làm ơn đi rốt cuộc là cậu đang giúp mình thu dọn đồ đạc hay đập phá đồ đạc vậy mình vẫn không hiểu Ly hôn thì ly hôn, mắc gì người dọn đi phải là cậu mà không phải anh ta chứ, còn muốn cậu đi phá thai nữa chứ, làm mà không muốn chịu trách nhiệm. Không phải, anh ấy nói sẽ để lại căn nhà cho mình, sau đó còn đưa mình thêm một nghìn vạn nữa, mình chỉ là không muốn ở nơi này mà thôi. Này, trên mặt cậu đang viết chữ gì thế hả? Mình biết sống ở đây rất thoải mái, có tiền cũng rất tốt, nhưng nếu cái giá phải trả là mất con, thì mình đây tình nguyện không cần. Cậu hiểu rõ tâm tình của mình đúng không? cậu thật là, được rồi được rồi, không dối dám chuyện này nữa, mau thu dọn lẹ đi, lỡ như trong chốc lát cận ngôn thâm trở về thì. Bên ngoài đột nhiên có tiếng chuông cửa, hai cô gái lo lắng quay ra nhìn, chết tiệt, đừng nói là bị mình nói chúng rồi chứ. Cảnh kiều ra mở cửa thì thấy khuôn mặt khó coi của cận thủy mặc, nói nghe, cô có bị điếc không vậy, có bạn tới chơi nên vui quá điếc hết rồi phải không, làm tôi đứng đây nhấn chung quá trời quá đất. Ủa, vẻ mặt hai người làm gì giống như mới được sống sót sau vụ tai nạn vậy? À, có chút lý do hơi phức tạp chút, nhưng cũng may là anh chứ không phải cận ngôn thâm, bằng không cái móc áo này sẽ phi thẳng lên trên mặt của anh rồi. Cận ngôn thâm, anh là một thằng chó. Cảnh kiều vội giải thích với Thủy Mặc, đừng để ý đến cô ấy làm gì, cô ấy tính tình là như vậy á, mà sao anh biết tôi có bạn tới. Tôi vẫn còn nhớ chiếc xe màu hường đó mà, ký ức đón tôi ngoài sân bay không thể phai nhòa được. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, chẳng phải là cô đã lái chiếc xe này tới đón tôi sao? cảnh kiều chợt nhớ lại quả nhiên là như vậy khi đó cô cầm tấm biển có tên cận thủy mặc rồi đứng chờ anh ở sân bay anh ta lần đầu tiên thấy cô đã không ưa rồi không muốn ngồi xe của cô đi về nhưng lúc cô gặp khó khăn thì lại không ngần ngại giúp đỡ cô cảnh kiều thật cảm kích vì bên cạnh vẫn luôn có người bạn như anh cảnh kiều không nhịn được mà mỉm cười cận thủy mặc cũng vui vẻ theo trần thiến đứng bên quan sát biểu cảm này đừng nói là anh ta thích cảnh kiều nha đứng chi ở ngoài đứng hoài vậy Mau vào nhà đi. Tặng cô này, đi đường thấy đẹp nên mua luôn, thấy nó cũng có nét ngốc ngốc giống như cô vậy đó. Nè, anh có thể nói chuyện dễ nghe chút được không? Mà anh tới đây để làm gì? Tôi tiện đường nên ghé đây xem thế nào thôi. Vậy anh ngồi chơi đi nha, tôi đi cất mấy cái này đã nha. Nếu anh họ Cận, tôi đoán anh là em trai của Cận Ngôn Thâm đúng không? Đúng vậy. Vậy thì tôi thông báo cho anh nghe luôn, sau này anh đã có thể không phải gọi Cảnh Kiều là chị dâu nữa rồi, bởi vì họ đã ly hôn cận thủy mặc không khỏi bất ngờ chuyện này là sao chứ trong đầu thủy mặc lúc này toàn là pháo hoa ăn mừng phải không vậy thì đúng thật là quá tiếc nuối trần thiến mỉm cười hài lòng anh ta quả nhiên thích cảnh kiều mà hơn nữa còn trải qua thời gian dài thầm mến nữa chứ đúng rồi cận thủy mặc hôm nay chỉ sợ tôi không tiếp đãi anh lâu được rồi tôi đang thu dọn đồ đạc cận thủy mặc nói tôi biết mà khiến cho cảnh kiều có chút ngạc nhiên cận thủy mặc sợ cô biết rằng anh ta đã biết chuyện ly hôn của cô nên định giải thích nhưng lại không biết giải thích sao cứ gãi gãi đầu cảnh kiêu khó hiểu nhìn anh ta anh làm sao vậy cận thủy mặc không khỏi lo lắng không được người ta vừa mới ly hôn tự nhiên mình lại đi thổ lộ chắc chắn người ta sẽ không chấp nhận đâu không có gì vậy cô bận gì thì làm đi tôi đi trước đây gì vậy trời còn cậu nữa cười cái gì vậy chúng ta đi lên lầu dọn đi cận thủy mặc bỗng nhiên gọi tên cô Cảnh Kiều. Tôi thích quần áo của cô, cô hôm nay rất xinh đẹp. Sau khi Cận Thủy mặc đi, Cảnh Kiều vẫn đang thắc mắc, Thiến Thiến, hôm nay mình ăn mặc rất kỳ quái làm sao? Đâu có, cũng bình thường thôi mà, sao cậu lại hỏi vậy? Cái tên Cận Thủy mặc này chưa bao giờ biết kiềm chế cả, cái gì mà nói hôm nay mình mặc đẹp, thì ra là đang châm chọc mình ăn mặc quá đỗi bình thường. Đi dọn dẹp thôi, anh ta đã làm chậm trễ việc thu dọn đồ đạc của mình, thật phiền chết đi được. Trần Thiến đang mải mê suy nghĩ, ngay cả một cô gái dịu dàng như Cảnh Kiều mà cũng có ấn tượng như thế này về anh ta, e quy của cận thủy mặc rốt cuộc thấp đến mức nào nhỉ. Cận ngôn thâm cầm bát cháo từ phòng Anna bước ra, anh thở dài một tiếng, trên khuôn mặt không giấu được vẻ mệt mỏi. Lâm phu nhân lên tiếng hỏi, Anna có ăn không con, dạ có bác gái, hiện tại cô ấy đã ngủ rồi. Xem ra con bé đã thả lỏng người lại rồi, chỉ cần con ở bên nó, bác tin nó sẽ từ từ tốt lên thôi. Bác đã cho người dọn dẹp phòng bên cạnh Anna cho con rồi. Con cứ an tâm mà ở lại đây nha. Xin lỗi bác gái, con còn một số việc cần phải xử lý nên không thể ở lại đây được. Cái này, bác cũng biết con có rất nhiều việc, nhưng An An bên này. Bác gái, con hiểu lo lắng của bác dành cho An An, nhưng con cũng không thể trói buộc trái tim mình với cô ấy mà bỏ qua hoàn toàn việc riêng của mình. Với lại, bác cũng không cần một kẻ phế vật chỉ biết có tình yêu thôi, phải không? Ngôn thâm, con hiểu lầm bác rồi. Ý của bác không phải là như vậy. Bác nghĩ cái gì con cũng đều hiểu rất rõ, con chỉ muốn duy trì sự tôn trọng cơ bản nhất giữa chúng ta mà thôi. Con xin cáo từ trước." Lâm phu nhân nhìn cận ngôn thâm rời đi trong lòng không khỏi bực tức. "Lily, tìm người đi điều tra những chuyện đang xảy ra với ngôn thâm gần đây, đặc biệt là bên cạnh nó có người phụ nữ nào hay không. Cuối cùng cũng thu dọn xong rồi, chúng ta đi thôi cảnh kiều." "Tướng quân, sau này mẹ không thể chăm sóc con nữa rồi, con phải ngoan ngoãn nghe lời ba của con nghe chưa?" tướng quân kêu lên vài tiếng sau đó cứ kéo chặt áo cảnh kiều. Đừng như vậy mà, mẹ phải đi rồi. Sau đó cô dứt khoát đẩy chú chó ra. Cảnh kiều đóng chặt cửa lại, xin lỗi tướng quân. Cô gạt những giọt nước mắt trên gương mặt mình rồi quyết định, chúng ta đi thôi. Buổi tối, cận ngôn thâm quay trở về ngôi nhà, vừa mở cửa bước vào, anh liền lên tiếng gọi, cảnh kiều. Chú chó tướng quân mang đến cho anh một lá thư. Là thư của cảnh kiều viết cho anh, cận ngôn thâm, khi anh đọc được bức thư này, Tôi đã rời đi. Tôi biết anh có khả năng tìm thấy tôi nhưng tôi hy vọng anh sẽ không làm điều đó để giữ lấy thể diện cuối cùng giữa anh và tôi. Tôi sẽ không phá bỏ đứa trẻ này, tôi sẵn sàng trả bất cứ giá nào cho nó, tôi không cần nhà hay tiền, tôi chỉ cần tôi mà thôi. Tôi biết anh đang lo lắng về điều gì, anh sợ một ngày nào đó tôi sẽ làm phiền cuộc sống của anh và Anna, phải không? Về phần này thì xin anh hãy yên tâm, tôi sẽ không bao giờ phá hoại tình cảm của hai người đâu, sau này anh là anh, tôi là tôi chúng ta sẽ không có bất kỳ mối liên quan nào nữa cả cảm ơn anh đã cho tôi tất cả mọi thứ những ngày tháng qua tôi thực sự rất hạnh phúc khi chung sống với anh mặc dù tôi biết anh không yêu tôi cận ngôn thâm như muốn gục ngã anh buồn bã nói với tướng quân con biết không con người là sinh vật ngụy trang tốt nhất trên thế giới họ có thể đeo mặt nạ có thể đóng bất kỳ vai trò nào và thậm chí phản bội chính trái tim của mình cận ngôn thâm mệt mỏi nằm xuống anh đau đớn khẽ gọi tên cô cảnh kiều Tại nhà của Trần Thiến, Cảnh Kiều đang ngồi thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bên ngoài có giọng nói của Trần Thiến, cuối cùng cũng về tới nhà, tự nhiên mưa lớn quá trời lớn, bộ tính tưới chết mình hay gì. Trời, Cảnh Tiểu Thư làm gì mà ảm đạm thần sầu dữ vậy, hay là đi ra đây ăn chút rồi vào ngồi ủ rũ tiếp, mình mới xếp hàng mua được con gà nướng này. Cảnh Kiều quay ra mỉm cười với cô bạn thân, cậu mới là ảm đạm thần sầu đó. Đừng nói là cậu chỉ mua mỗi gà nướng thôi nha, hiện tại mình không muốn ăn đồ dầu mỡ, Trần Thiến chìa túi thức ăn ra, đương nhiên là không rồi, mình cố ý mua thức ăn chay cho cậu này. Cảnh Kiều đột nhiên nhận được điện thoại của Bạch Băng, sao tự nhiên cô ấy lại gọi cho mình vậy? Cảnh Kiều vừa nghe máy thì bên trong điện thoại là tiếng khóc của Bạch Băng. Cảnh Kiều lên tiếng hỏi, có chuyện gì vậy, sao lại khóc? Bạch Băng giả bộ như thật, tôi bị bạn trai bỏ ở quán ba, tôi không có mang theo tiền. Đừng sợ, tôi sẽ qua tìm cô liền, mau gửi địa chỉ qua đây đi. Bạch Băng gửi định vị cho Cảnh Kiều, tôi sẽ chạy qua liền. Bạch băng cười lạnh một cái, sau đó quay sang nói với nhạc thiếu, cô ta đang tới. Tốt lắm. Cảnh kiều mặc vội chiếc áo khoác rồi nói với Trần Thiến, mình đi ra ngoài một chuyến nhà. Đã tối mờ tối mịt rồi còn muốn đi đâu, để mình đi chung với cậu. Một người bạn của mình đang thất tình, bị nhốt ở quán ba do không mang theo tiền, mình đi coi thế nào rồi về liền. Cậu cũng đừng đi theo làm chi, hai người đâu có quen biết nhau, có khi thấy cậu cô ấy lại càng thêm xấu hổ nữa. Được, vậy cậu đi đi nhớ về sớm một chút có chuyện gì nhớ gọi điện ngay cho mình cuối cùng cảnh kiều cũng đến quán ba theo như định vị bạch băng gửi alo bạch băng tôi tới cửa rồi đây cô đang ở đâu tôi ở đây này cảnh kiều lo lắng hỏi cô thế nào rồi có sao không bạch băng nói mình không sao chủ yếu là không mang theo tiền nên cần cậu vào thanh toán giúp mình một chút cảnh kiều bị dẫn vào sâu bên trong quán cô khó hiểu hỏi bạch băng tiền không phải là nên đến chỗ quầy thu ngân sao sao tự nhiên đi ngược lại vào phòng chi tôi có một người bạn muốn làm quen với cô đi gặp anh ta trước cái đã cảnh kiều hốt hoảng lo sợ cô vừa nói cái gì vậy cô không phải thất tình rồi đến đây uống rượu một mình sao cô gạt tôi à bạch băng lúc này cũng lộ nguyên hình nếu không nói vậy làm sao cô chịu đến đây được cảnh kiều sợ hãi lùi lại phía sau bất ngờ sau lưng cô có giọng nói của một người đàn ông em gái đi đâu vậy tôi chỉ muốn làm quen với em và kết bạn với em mà thôi ngay cả chút mặt mũi này mà em cũng không cho sao cận thủy mặc vừa tắm vừa ngắm mình trong gương tự nhiên nay trong lòng vui thấy sợ hà tiếng chuông điện thoại vang lên cận thủy mặc tưởng cảnh kiều gọi đến liền lên tiếng hỏi alo dọn nhà xong rồi hả nhưng bất ngờ lại là giọng nói của một người con trai cận nhị thiếu đoán xem tôi là ai nào họ nhạc kia sao mày lại dùng điện thoại của cảnh kiều vậy xem ra cận nhị thiếu vẫn còn nhớ rõ tôi sao cuộc sống quá tẻ nhạt đi nên tôi thích tìm cái gì đó vui vẻ một chút Nghe nói cậu thích một cô em, vậy không lẽ tôi không thể nhìn xem cô ấy trông như thế nào sao? Nhạc chính vũ, mày mà dám động vào một sợi lông tơ của cô ấy, lão tử sẽ xẻo sống mày. Trời ơi nói không phải khen chứ, cô em này đáng yêu quá chừng, làn da thật trắng nõn nà. Mày biết tao đang ở đâu mà phải không? Trước 11 giờ, nếu tao không nhìn thấy mày, thì tao sẽ giúp mày. Nếm thử thịt tươi. Sau đó nhạc chính vũ liền tắt máy. Cận thủy mặc tức giận ném chiếc điện thoại đi, thằng chó. Cảnh Kiều, em tuyệt đối không được có chuyện gì. Cận Thủy Mặc rất nhanh đã có mặt ở quán ba, Cảnh Kiều. Nhạc chính vũ ngồi gần đó lên tiếng, ồn ào quá. Mấy năm không gặp, mày vẫn không có quy củ như vậy. Hôm nay tao sẽ dạy mày, rốt cuộc là nên nói chuyện với tao như thế nào, ra tay. Một đám thuộc hạ của nhạc chính vũ vây xung quanh cận thủy mặc. Họ nhạc kia, nếu bây giờ mày thả cảnh kiều ra, thì bổn thiếu ra có thể xem như chuyện này chưa hề xảy ra, nhưng nếu không thả, vậy thì cùng thi xem nắm đấm thằng nào mạnh hơn nha bắt lấy nó cận thủy mặc xông lên đánh nhau với đám côn đồ đó nhà chính vũ đứng bên mỉm cười đã đến lúc nào rồi còn muốn dãy ruộng nữ nhân của mày ở chỗ này này cận thủy mặc quay sang nhìn thấy cảnh kiều thì anh vội vàng gọi to tên cô vì không đề phòng nên thủy mặc bị đấm mạnh vào mặt sau đó ngã gục xuống dưới đất đánh nó cho tao cả đám côn đồ xông vào đánh thủy mặc giỏi thì đánh tiếp đi lúc nãy còn đá lão tử nữa cơ mà thằng chó. Cận thủy mặc đã bị đánh cho không còn sức chống cự, cảnh kiều lo sợ bật khóc khi nhìn thấy anh ta đau đớn chịu đòn. Cô hãy nhìn bộ dạng uất ức của nó kìa, ta nói nó đã gì đâu. Được rồi, mấy đứa dừng tay đi. Họ nhạc kia, tao mà chết, thì cả nhà mày cũng sẽ bị chôn cùng. Mày có hiểu lầm gì không vậy cận nhị thiếu, tao làm sao làm cho mày chết được, tao chẳng qua chỉ muốn cho mày ăn một chút gì mà thôi. Cận thủy mặc không khỏi kinh ngạc, ăn cái gì một tên thuộc hạ đưa túi đồ cho nhạc chính vũ, hắn ta ném nó xuống đất. cận thủy mặc nhìn chúng với ánh mắt sừng sốt. chỉ cần mày ăn cái này thì tao sẽ thả nữ nhân của mày ra. trần thiến ngồi đợi mãi vẫn không thấy cảnh kiều về, sao giờ này vẫn còn chưa về nữa ta. cô gọi điện thoại cho cảnh kiều nhưng không được, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. không biết có chuyện gì không nữa. không được, mình phải đi ra ngoài coi thế nào, chẳng lẽ là đang ở chỗ cận ngôn thầm. Thủy Mặc đang nhìn chằm chằm những viên thuốc dưới nền nhà, Cảnh Kiều bất ngờ hất được chiếc khăn bịt miệng ra. "Cận Thủy Mặc, thứ đó không ăn được đâu, đó là hàng cấm." Nhà chính Vũ tức giận quay lại, "Mẹ kiếp, đúng là nhiều chuyện." Sau đó hắn ta tát Cảnh Kiều một cái. Cận Thủy Mặc đã bị bọn chúng giữ chặt lại, không được nhúc nhích, thành thật một chút đi. "Tiểu Kỷ nữ, tao nói cho mày biết, nếu hôm nay thằng chó này không ăn xong, thì kẻ chịu khổ chính là mày đó." Cận Thủy Mặc vội vàng hét lớn, "Đủ rồi!" mục tiêu của bọn mày là tao mà buông cô ấy ra tao ăn cảnh kiều vẫn sợ hãi ngăn cản cận thủy mặc đừng mà thủy mặc không còn cách nào khác đành phải nhặt những viên thuốc đó lên sau đó không ngần ngại mà cho chúng vào miệng cảnh kiều không ngừng gào khóc không được cận thủy mặc nhà chính vũ cười lớn tiếng xem kìa xem kìa nhị thiếu gia cận ra băng thanh ngọc khiết đang ăn hàng cấm kìa các ngươi còn thất thần làm gì mau quay phim chụp hình lại đi tôi phải đem cái này phát trong giới bạn bè của tôi mới được nhìn bộ dáng hèn mọn của nó kìa nhìn chẳng khác gì cái đầu heo máu trên mũi cận thủy mặc đã bắt đầu chảy xuống anh mơ hồ nhìn về phía cảnh kiều mọi thứ trong đầu anh trở nên hỗn loạn nhưng thủy mặc vẫn nghe ra giọng nói sợ hãi của cô các người không được lại đây các người muốn làm gì nhìn bộ dạng không sống nổi nữa của hắn kìa vậy thì không cần phải vô ích với con nhỏ này nữa cận thủy mặc không còn tỉnh táo mọi thứ dần trở lên mơ hồ nhưng anh vẫn đi về phía cảnh kiều buông cô ấy ra nhạc chính vũ tức giận quát lớn này mày còn chưa có ăn hết nữa đấy cận thủy mặc đấm mạnh vào đầu hắn ta một cái cút đám thuộc hạ của nhạc chính vũ liền kêu lên lão đại anh bị làm sao vậy lão đại chết rồi giết người cận nhị thiếu gia giết người rồi